các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của thần đồng. Điều gì định nghĩa một thần đồng? Một người đặc biệt là một trẻ em hoặc thanh niên có tài năng hoặc khả năng phi thường. Một thần đồng âm nhạc, một ví dụ tuyệt vời thường được theo sau. Một cái gì đó tuyệt vời hoặc tuyệt vời, một kỳ quan. Có phải thần đồng là một nền giáo dục không? Thần đồng cung cấp các trường hoàn toàn quyền truy cập vào tất cả các nội dung giáo dục, báo cáo tiến bộ, bảng điều khiển của quản trị viên và giáo viên. Chúng tôi tin vào việc cung cấp giáo dục miễn phí cho cả mọi trẻ em và do đó, trường học, giáo viên và học sinh không bao giờ phải trả tiền cho nội dung giáo dục của trò chơi. Thần đồng cho tuổi nào? Thần đồng được xây dựng giữa trong tâm trí logic và lý luận kỹ năng của một đứa trẻ từ lứa tuổi từ 5 đến 14. Bởi vì giai đoạn phát triển này có tác động tối đa về khả năng học tập của trẻ. Thần đồng hơn 75.000 câu đố toán học sáng tạo và hấp dẫn tạo ra cho mỗi lớp học để cải thiện sinh viên kỹ năng học tập nhận thức. Ai là người giàu nhất? Ai là người thần đồng giàu nhất? John Overdeck, 49 tuổi, một thần đồng toán học khi còn là một thiếu niên, đã tiếp tục giúp đỡ sáng lập Chu Sekma Investment, một trong những quỹ phòng hộ thành công nhất thế giới, có giá trị khoảng 6,2 tỷ đô la theo Forbes, thế là đủ biến anh ta thành người giàu nhất bang. Làm thế nào để bạn sử dụng thần đồng trong một câu? Ví dụ câu thần đồng. Thứ nhất, Lawrence là một thần đồng của các bộ phận và học giỏi về ngôi và nghệ thuật thiên tài vẫn tiếp tục. Thứ hai, cô sống với con trai Wesley Whisker, một thần đồng trẻ, phục vụ đầu tiên không chính thức và sau đó chính thức. Thứ ba, cô ấy là người đã nói với tôi rằng anh ấy là một thần đồng. Làm thế nào để tôi biết nếu con tôi là một thần đồng? 5 cách để nói nếu bạn là một thần đồng. Thứ nhất, họ có kỹ năng đặc biệt ở độ tuổi rất trẻ. Picasso hoàn thành bức tranh đầu tiên của mình ở tuổi 9. Thứ hai, họ vẽ trong 24 giờ liên tục. Thứ ba, họ có một khả năng tiên tiến trong một lĩnh vực cụ thể. Thứ bốn, họ có một trí nhớ làm việc điên rồ. Thứ năm, họ trải nghiệm sự cô đơn. Làm thế nào để bạn biết nếu bạn là một thần đồng? Dấu hiệu rõ ràng nhất mà bạn có thể có khả năng có thể là một thần đồng nếu họ đang cho thấy một mức độ trưởng thành vượt trội của khả năng của năng lực trong một khu vực cụ thể ở độ tuổi rất sớm, trước 10 tuổi, do đó nâng cao hơn so với người lớn trung bình. Thông thường họ cũng rất tập trung vào tài năng đặc biệt. Làm thế nào để bạn nuôi một thần đồng? Làm thế nào để nâng cao một thần đồng? Thứ nhất, cho phép con bạn lãnh đạo. Trong hầu hết các trường hợp, niềm đam mê của một đứa trẻ trở nên rõ ràng từ khi còn nhỏ. Thứ hai, làm việc với con bạn để đặt mục tiêu. Thứ ba, làm những gì có ích cho con bạn. Số 4, tìm kiếm cạm bẫy. Điều gì xảy ra khi thần đồng lớn lên? Vô số thần đồng mất hứng trong lĩnh vực tài năng của họ và bỏ học. Những người khác trở thành chuyên gia trong khu vực của họ khi trưởng thành. Những thần đồng có cha mẹ thúc đẩy họ khó khăn và họ hy vọng họ lớn lên sẽ trở thành một ngôi sao. Có thể đi đến kết luận rằng việc trở thành thần đồng là một lời nguyền. Đây là những gì đã xảy ra với ngôi sao quần vợt Andre Agassi. Thần đồng là thành công phải không? Vì vậy, một huyền thoại bắt đầu rằng các thần đồng đã phải chịu số phận tối tăm và sức khỏe kém. Trong kết luận của mình, ông đã viết rằng các thần đồng không chỉ không phát triển thành những kẻ thua cuộc, cô đơn
mà còn phát triển thành những người trưởng thành khỏe mạnh, điều chỉnh tốt. Có phải tất cả các thiên tài là thần đồng không? Điều ngược lại không đúng. Không phải tất cả các thiên tài đều là thần đồng. Trên thực tế, không phải tất cả chúng ta đều có dấu hiệu thông minh cao khi còn trẻ. Bạn có thể nâng cao hoặc thấp hơn trí thông minh của mình theo thời gian. Quan trọng hơn, thành công trong một các lĩnh vực trí tuệ, học tập, viết toán phụ thuộc nhiều vào công việc khó khăn hơn là IQ. Thần đồng có điểm gì chung? Mặc dù thần đồng thường không mắc chứng tự kỷ, nhưng họ có cùng những ký ức tuyệt vời, cực kỳ chú ý đến chi tiết và những sở thích đam mê liên quan đến chứng tự kỷ và những người ăn tự kỷ. Ký ức tuyệt vời của thần đồng gần như ngay lập tức rõ ràng. Thần đồng có làm gì không? Hầu hết các thần đồng không tạo ra bước nhảy vọt trong tuổi trưởng thành, sớm từ việc thành thạo đến những khám phá tạo lớn. Giáo sư Wiener cho biết, một số làm, hầu hết không làm. Thay vào đó, các chuyên gia trở thành một trong những lĩnh vực của họ về năng khiếu. Ví dụ như giáo sư toán học, biểu diễn trong một dàn nhạc, và vân vân. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.